Hello buổi tối nha Nam. Này mưa, trời đang mưa nè em ơi. Mưa dầm luôn. Hồi trưa livestream thì anh em nói mưa đâu tin đâu. Bây giờ mới mưa nè. Mưa ướt đường hết trơn luôn. Nó cập nhật xe tối nha Nam. 110 mới về nè em ơi. Đã quá đã. Để mai gỡ keo thùng ra rồi kiểm tra báo anh em. Wagio SH Clip. Chiếc Avalanche 150 này rất là mới luôn nha nè. Ngàn mấy cây. SH ABS 150i. À cái dãy cúp đây. Đó. Đồ cổ. Cái này là 84 không đề nữa nè. Còn cái này cái nén, hai chiếc cái nén. Cái này custom 70. Cái này custom 1. Sưu tầm được chơi. Ngày mai lấy cái alpha đó vào trong. Đậu ba chiếc cúp này ở sau hay cái nén trước. Em ngắm chơi. Tính livestream mà giờ này chưa ăn cơm nữa nè. Nó thành ra thôi. Thôi thì gắn cập nhật cái video khoảng chục phút gì đó đi. Để cho anh em tham khảo. Anh em ở xa xôi đi lặn lội lên thì hơi cực. Thì cập nhật video liên tục vậy thì cũng giống như anh em trực tiếp lại cửa hàng rồi. Đó. Ở trong video sao để ngoài nó gì thôi mà. Có khác thì nữa là những xe mà đang về mới về. Suiva ha, một huyền thoại. Supreme có 24 triệu nha em anh. Xe này máy rin im. Nó còn luôn cái thối xào cam của thằng Super luôn. Nó xào cam, cái đó những anh em này chơi hiểu. Cái đó thì khắc phục, nhưng nói chung là cũng đơn giản thôi. Cái chuyện đó thì cũng dễ. Nhưng mà cứ để rin vậy. Có những anh em không hiểu, chơi Super không hiểu đâu. Những cái dòng Super mà lốc chữ thẳng á, hay bị xào cam lắm. Tức là những cái dòng Super mà ở cái thể loại mà lốc chữ công á ha, lốc chữ công mà nổi ra, tức là đời khoảng 2003 rồi trở xuống á, 2002 rồi 2003 rồi trở xuống á, máy nó cứ xào á. Còn những cái dòng lốc chữ thẳng như cái xe này, những đời mới này, máy nó hay xào. Đó thì không có vấn đề đâu, bình thường. Lỗi hãng mà. Sợ rồi sợ khi nó máy móc rồi nó hú rồi nè. Hú rồi nó kêu bê tông này kia đồ. Cửa hàng đắng này đóng cửa rồi, sang trường nó cũng về. Chứ em rất muốn là cập nhật tất cả các xe luôn. Anh em coi xe nào thì tham khảo, liên hệ ủng hộ. Nãy có đọc một cái comment phép ở bài bên Zalo, chiếc Z có một chiếc một mà phép đăng. Con anh đánh comment cho anh họ, anh ấy chứ cũng trẻ à, anh đó chứ cũng không thấy đâu,
Comment hỏi da dép mấy chiếc gì anh? Trời ơi, da dép hỏi mấy chiếc giống như chục nhiêu nghe ghê quá. Thì những câu hỏi đại lộ như thế thì chung là trả lời, nói chung là mắc tình cảm chứ không làm gì đâu anh. Nhiều khi mình nói bốn trăm mấy này cái đồ khi anh em không hiểu hỏi như thế là tức là mình hiểu rồi ha, mình hiểu thì người ta nghĩ như thế nào, nhưng mà phép ít trả lời cho nó lắm. Mới 100% luôn nha, chưa xăng, chưa dầu, chưa câu bình luôn. Giá rất là tốt, giá rất là tốt để lấy tiền đầu tư dự án mới. Thành ra em bán sổ luôn, anh em cần điện giấy phép đi, gặp trực tiếp em 10D nữa. AMD này 65 triệu bao hồ sơ nha nè, 70 anh em. Mà nào chốt cái ad này mai liên hệ phép giùm anh em ha, số 0985 349 399, còn chiếc 41. Mấy cái thắt này để phải bán giá tốt không mấy anh, em bao giá thị trường luôn á. Chiếc trắng còn rất là đẹp, xe trắng có thể là ngày mai chịu khó dắt ra thì em phải review riêng, mà review riêng với chiếc trắng. Chiếc 325 này giá cũng rất là tốt, giá hiện tại thời điểm nó bán 132 triệu cũng rất là rẻ nha mày. ABS, ABS 2 chìa khóa luôn, khiến hậu quyền đầy đủ hết. Còn cái chiếc 300i này hả, 300i mà em bán 50 mấy triệu không anh, cái này đời 2007 bán cũng xả luôn đó. 300i này bán cái này 5-6 triệu cũng vốn luôn. Còn cái chiếc SH màu đen 150 đó là xe của nhau em đó, xe đó phải bán 48 triệu, bán bỏ lắm. Vậy này phép bán hầu như là xe vốn với lỗ rồi. Còn super này chắc em nghĩ phải lôi ra làm review ngày làm chiếc em mới mua, cái tại vì nhiều quá rồi anh em không có cái thông tin, không có cái đường lựa. Này là tem lửa nha anh em, lửa cặp AB này, AB FI 2010. À hàng này 209 nữa nè, à đây nè, nó có cách phân biệt nè anh em thấy cặp mâm nó không, nó em đếm cái cây mâm rồi đó, 6 cây đúng không, 1 2 3 4 5 6, cái này 5 cây nè, 1 2 3 4 5 2 là 9, 5 cây, 2010 6 cây, 2 là 9 thì nó giống ai lá thái đó. Ai lá thái là 2009 2010 gì nó cũng 5 cây hết, ai lá thái là không có 6 cây nha anh em đó. Khi nào mua lá thái mà gặp mà mâm 6 cây là chạy đi, mâm vô đó, nhưng mà nó vô nó cũng có điên, nó vô mâm Alex như Việt Nam 2010 đâu ha, lấy ra móc Alex 2009 này đó, đơm vô đi gan thôi. Mấy dòng này, đời này nhập nhiều, nó giống như ẹt xe tơ vậy nè, tơ những cái dòng mà máy đen 2010 lên là anh em thấy mâm là để mất anh Việt Nam hết. Còn máy trắng đời 2008 đổ gì trước là mất anh Thái Lan hết, bắt đầu 2009 bắt đầu là mất anh Việt Nam.
nằm ở bên kia này, à Việt Nam này, em thấy không? Đó. Còn mà máy trắng ngang mà chỗ này là Thái Lan hết, ăn gì thì này nó cũng giống vậy đâu, 2009 2010 kiến thức xe này nó sâu rộng lắm. À, mình chơi chơi nhiều biết nhiều, va chạm nhiều biết nhiều thôi, chứ thật ra thì Pháp cũng như anh em ấy, Pháp cũng đâu hay ho gì đâu, làm nghề mười mấy năm rồi thì va chạm mới biết nhiều xe đó. Nói ví dụ như một ngày bán thì bình quân 5 6 chiếc, 3 4 chiếc, 5 6 chiếc, nó anh em tính thì còn tháng nhiêu rồi một năm nó ra nhiêu, rồi biết bao nhiêu năm nó ra nhiêu, có khi ngày cả chục chiếc, 7 8 chiếc, bởi nhiều anh em kêu sao Pháp không đi giao xe, trời em đi đâu có nổi đâu. Giống như cái hồ sơ gì đó anh em kêu rút, Pháp rút cho anh em kêu là bao nhập luôn đi, em đang cầm hồ sơ tới Cà Mau Bạc Liêu đi đi nhập đi ra sao nổi, đâu có thời gian đâu đi đâu, quá trời công việc. Giờ xe cộ ở đây là em là chỉ là đặt cái nhiệm vụ của em lên là hàng đầu, là đem đến sự đảm bảo cái chất lượng, cái uy tín cho anh em thôi, anh em mua xe không phải sợ gì hết. Nhưng mà cái sợi thì này, chín người mười ý không ai giống ai được á. Ông mà thích ớt, ông thích tiêu, ông thích hành, ông thích tỏi, giống như mấy chiếc Phu hai chiếc Phu hai em bán, anh nhớ là anh em nhớ phép bán chiếc Phu hai bị trả là không, chiếc 38 triệu có gỗ, người đi chơi chơi xe này nọ các kiểu không biết chơi thiệt hay là bị sao đó rồi chơi. Em cũng có đăng video hồi nhắn tin kêu em gỡ bỏ, đúng ra em không gỡ đó, tại em lỡ cái em lỡ dịch ra cái phiếu đó, anh em cái phiếu có ghi cái thông tin tên với số điện thoại đó, em mới gỡ đó, chứ thật ra em không gỡ luôn clip, em làm đúng cái nào em đúng là em nói đúng, mà sai là em chấp nhận sai, sống không bảo thủ, kêu em gỡ là đúng ra em lộ để lộ thông tin người dùng em gỡ, thì là em không gỡ đó, nếu mà thật sự em không bị lộ thông tin em quay cái biên lai em không gỡ đâu, thì trả lại em bán cho anh em khác. Anh em lên về bấm số được 7 nút điện thoại là cảm ơn quá trời luôn, xe đi quá trời im luôn mấy ơi, công nhận im thiệt. Cái đó là anh em ta hiểu hiểu cái dòng xe, ta chơi đam mê ta chơi ta hiểu, ta có tìm hiểu, bấm được 7 nút khoe phép, rồi dặn phép cho anh kiếm thêm chiếc Alpha lớp trắng nữa để đổi chiếc Alex đầu dồ. Alex 22 cái đầu trâu dồ đó để cho sạc 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 đó. Đó, cái đó là câu chuyện thật thôi, câu chuyện thật. Nhưng mà em thì em nói để anh em hiểu phép thôi, anh em hiểu em thôi, chứ em không có cái tính phàn nàn đâu, em không phải là phàn nàn gì các kiểu đâu, phép nói để anh em hiểu, để anh em đi mua xe ở cửa hàng em cũng như chỗ khác á, chỗ nào cũng vậy, mình phải hiểu cái đặc tính của cái dòng xe. Nó giống như ông mập này nè, máy lậu gạo không hú cả 4 số luôn, bây giờ nói mà giống như Phu hai hú chỉ số 1 số 2 không nữa. Này anh em lái kêu Phu hú, em lái cánh lái thường kêu là Phu hú, người kêu Phu mập, người kêu Phu FI 125, nhưng mà chính xác cái tên là Phu chờ 125, Phu chờ 125, anh em cứ kêu như cái tên nữa đó. Đó. Còn phun xăng không phun xăng này bi game FI đó, không còn góc độ chuyên môn vậy, anh em lái kêu Phu hú đó. Đó, mình phải hiểu dòng xe, giống như súp bẹp nó nãy giờ đó, có dòng nó xào có dòng nó không xào, kể cả anh pha công gì, anh pha công gì, anh pha lốc đen rồi anh pha lốc chữ công rồi anh pha lốc chữ thẳng rồi anh pha 100 bụng, anh pha 110, mỗi chiếc có mỗi cái đặc tính khác nhau, không có cái nào giống cái nào hết, chơi là phải cố gắng tìm hiểu, chứ mỗi lần mua mỗi lần đổi trả phiền người ta lắm. Mình á thì anh em nghĩ là không có gì không, chỉ là mua ông gửi trả nhưng mà rất là phiền anh em.
mắc duyên cái xe khó bán lại lắm, cái ai rồi giấy tờ hồ sơ rút ra tên anh em rồi, bây giờ trả là em cũng khổ, tội lắm, xử lý mệt lắm, rất là mệt, buộc phải nhập lại, buộc phải là cho quen biết lót cho cò nhập lại cái quyền của em rồi mới rút ra lại, cái đó là để cò dịch vụ đạp vô nha. À, còn bình thường thì nói với anh là khó, rất khó xử lý. Như em cầm cái thẳng cái hồ sơ đó, cái tên anh đó em rút rồi, đố anh xử lý nổi đó. Mình làm cái gì mình biết đó, mình có chuyên môn nghiệp vụ thì mình làm được đó. Bởi vì em nói lỗ 10% quay lại, rồi em trừ cái tiền thủ lý hồ sơ ra, em không có nói trước, em gửi em mướn tên rút cả triệu rồi đó, anh em không nhận, em trả lại em rồi 1 triệu em cũng phải trả cho anh em dịch vụ người ta, rồi quay lại em phải xử lý hồ sơ đó lại cái nữa, đó là cái điều bắt buộc. Cửa hàng em nhận đó, nhưng mà ở chỗ khác anh em mua đi họ không có nhận đâu, rút ra tên anh em rồi họ không nhận đâu. Anh em nhập vô đi, anh em bao hồ sơ em rút ra lại cho cửa hàng họ mới nhận, cái đó là cái điều bình thường, cửa hàng phải làm đúng đó. Còn như phép phép thương anh em phải nhận lại, cậy cố gắng nhận làm lại. Anh em không được chiếc này thì mua chiếc khác ủng hộ, không sao hết. Đặc biệt là dính cái thông tư mới 108, thông tư rút hồ sơ mới rất là khó luôn. Em nói em đang nở cái clip đó, thôi để chắc phép ăn cơm tí xíu rồi là chắc ra làm cái video đó, nói với anh em dướng mắt cho mọi thông tư 108 để anh em hiểu, để anh em hồ sơ chậm chạp rồi anh em thông cảm cho phép. Rồi ok, chúc anh em buổi tối vui vẻ. Anh em cần xe cộ nào anh em liên hệ hotline của Trường 0961 34 175, số cùng sang 0325555330, hai số rồi có Zalo hết nha anh em. Anh em xem đừng quên ấn nút đăng ký kênh Đạp Xe Máy để cập nhật xe về theo ngày tháng, cũng như tìm những xe mình yêu mến nha anh em. Chúc anh em buổi tối vui vẻ, thân chào anh em.